tâm sự đẫm nước mắt của y bác sĩ trực tiếp chăm sóc bác Trọng những ngày cuối đời. Đến cái giờ tầm 6 rưỡi 7 giờ kém hạ thần chuẩn bị cho bác ăn rồi. Mà như hôm nay đến thì chúng tôi rất là buồn vì không được các anh ấy gọi để cho bác ăn nữa. Mà bữa trưa cũng thế, thì khi bác ăn là lúc nào chúng tôi cũng nấu các món mềm để xay cháo các thứ. Như hôm nay khi vào nồi cháo, nhìn thấy nồi cháo thì không còn là nấu cho bác nữa rồi. Bác đã đi xa rồi. Khi ăn thì không ngon bác cũng nói là rất ngon. Ví dụ món ăn thì có thể là không hợp nhưng bác cũng sẽ không bao giờ chê. Và lúc nào cũng khen các cháu, động viên các cháu. Lúc bác mệt rồi, bác không muốn ăn nhưng bác vẫn nói là bác no rồi. Thôi để hôm sau bác ăn tiếp. Hôm mai các cháu nấu ít thôi, không phải nấu nhiều nữa. Bác ăn như thế thôi. Những lời nói của bác khiến các cháu muốn khóc tại chỗ nhưng mà kìm nén không khóc để còn cho bác còn có nghị lực hơn. Mỗi lần mang vào thì bác đều cười. Trước bữa ăn bác đều hỏi con đã ăn chưa, con ăn cùng với bác nhớ. Những câu nói rất là khiến các cháu cảm thấy ấm áp và gần gũi. Nhưng bác không còn ở đây nữa nhưng nụ cười và hình ảnh của bác vẫn ở trong trái tim của các cháu. Tận lúc nào cũng hình hiện cảm giác như bác đang ngồi ở ngoài kia. Chúng tôi chăm bác nhưng cảm thấy là như là chăm bố mẹ chứ không phải là chăm một vị lãnh tụ. Thì là từ cái tình thương, tình cảm như thế là bác dành cho chúng tôi rất là gần gũi. Cảm thấy như là đang chăm bố mẹ mình ấy. Dường như hôm nay trời khóc, lá rừng ủ rũ buồn hiu. Một đời vì dân vì nước, nguyện người yên giấc thiên thu. Dường như hôm nay mưa đổ, xung quanh tang trắng rất buồn. Hồn thiên thanh như sông núi, vì người nước mắt buồn thương. Dường như hôm nay buồn nhất là ngày người bỏ trần gian. Cúi đầu A-di-đà Phật, người đi về cõi vĩnh hằng. Còn đâu bóng bác Vi Hùng Sơn bên mặt của bay sẵn bay. Vào độ tuổi 80, người ta sẽ dành phần lớn thời gian để vui vầy với con cháu, tận hưởng sự an nhàn của tuổi già. Sáng đánh cờ, chiều câu cá, tối nằm nghe nhạc thư thả. Mỗi ngày trôi qua là những ngày nhẹ nhàng, không suy nghĩ. Nhưng có một người mà tôi biết, không như thế, vẫn gánh vác vận mệnh tổ quốc, vẫn lao tâm khổ tứ vì quốc gia dân tộc. Đó là bác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đáng kính của chúng ta. Với những người trẻ hiện nay, phải học hỏi rất nhiều về sự cần cù, chăm chỉ và tận hiến. Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương. Nếu là chim, hãy là chim câu trắng. Nếu là đá, hãy là đá kim cương. Nếu là người, hãy là người cộng sản. Trong giờ phút đau thương của cả dân tộc, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, những người từng có may mắn được gặp, tiếp xúc đều nhớ về những khoảnh khắc quý giá với Tổng Bí thư. Một nhân cách lớn nhưng rất đỗi bình dị, khiêm nhường. Ông Lê Trung Kiên, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, Hà Nội kể lại: đến cổng trường, Tổng Bí thư xuống xe, tôi vội bước ra đón. Khi ấy sức khỏe của Tổng Bí thư không được tốt, tôi liền nắm lấy bàn tay ông, cùng ông bước đi. Chợt Tổng Bí thư nghiêng đầu, khẽ giọng nói với tôi: em với thầy cùng dắt tay nhau đi. Đó là kỷ niệm không bao giờ tôi quên trong cuộc đời. Bồi hồi nhắc lại chuyện cũ, ông Lê Trung Kiên cho biết những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn trong trái tim ông, đặc biệt là trong dịp nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, ngày 14 tháng 11 năm 2020. Ông Lê Trung Kiên xúc động nói: tôi được gặp mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để mời ông về tham dự buổi lễ. Thật không ngờ, ông dành cho tôi khá nhiều thời gian dù rất bận công việc. Điều lạ lùng là trong suốt cuộc trò chuyện, Tổng Bí thư gọi tôi bằng thầy, còn ông xưng em, giống như một người học trò. Ngoài những câu chuyện về trường, Tổng Bí thư còn hỏi tôi xem
trường có mời các thầy cô giáo và học sinh cũ không? Khi tôi nói có mời, nét mặt ông rất vui và hạnh phúc. Sự tế nhị, khiêm nhường của vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước thật hiếm có. Năm đó, Tổng Bí thư đã về trường dự lễ kỷ niệm với tư cách một học sinh cũ. Trong trí nhớ của các cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiểu, ông xuất hiện với hình ảnh thật giản dị, phong cách gần gũi, không hề nhìn thấy sự quan cách của một vị lãnh đạo cấp cao. Cách xưng em gọi thầy của ông với thầy giáo chủ nhiệm cũ cũng khiến nhiều người từ ngỡ ngàng đến cảm phục. Trong câu chuyện, từng lời nói, nụ cười của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn toát lên lòng biết ơn và trân trọng những thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ, giáo dục, góp phần hình thành nên nhân cách của ông cùng những tình cảm thân thiết với ngôi trường mang tên danh nhân Nguyễn Gia Thiểu. Trong căn phòng truyền thống của trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiểu, những hình ảnh về hoạt động của cậu học trò, anh thanh niên, nhà lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng được nhà trường trưng bày trang trọng. Trong số đó là bức ảnh lớp trưởng, bí thư chi đoàn 9B, 10B Nguyễn Phú Trọng với nụ cười hiền từ. Bức ảnh chụp học trò Nguyễn Phú Trọng với những người bạn thân thiết Ngô Bá Dục, Hoàng Văn Tài. Bức ảnh chụp đồng chí Nguyễn Phú Trọng với các bạn đồng khóa. Và còn có cả những bức ảnh Tổng Bí thư về thăm trường, trao quà tặng học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiểu đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Lục lại cuốn năng bộ của nhà trường đã ố vàng, ông Lê Trung Kiên nghẹn ngào đọc những lời nhận xét của giáo viên về học trò Nguyễn Phú Trọng trước khi ra trường. Được xếp loại A2, giỏi, học giỏi đều các môn, có tinh thần tranh thủ học tập, nhiệt tình trong lao động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, có nhiều đóng góp xây dựng tập thể tốt, tư cách tốt, thái độ với thầy và bạn tốt, đáng khen. Ông Lê Trung Kiên chia sẻ, những câu chuyện về thời niên thiếu đầy khó khăn, vất vả cùng những thành tích học tập xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được nhà trường kể lại trong những buổi sinh hoạt chuyên đề, lấy đó làm động lực để thầy và trò cùng phấn đấu. Có thể nói, Tổng Bí thư chính là điểm tựa tinh thần của nhà trường chúng tôi. Câu chuyện về cậu học trò Nguyễn Phú Trọng hiền lành, thông minh, chịu khó còn được thầy giáo Vũ Ngọc Huỳnh kể lại say sưa. Ngày ấy, tôi dạy môn toán lớp 6, có học trò Trọng cùng với một số em nữa từ Đông Anh sang học. Các em ấy đều có hoàn cảnh gia đình nghèo lắm, phải mang gạo sang, ở nhờ nhà dân, nhà thầy giáo, rồi còn phải ra sông Hồng vớt củi về, tự nấu cơm ăn. Thế mà em nào cũng học giỏi, ngoan ngoãn, có ý chí phấn đấu. Trong bài thơ của mình, em Ngô Bá Dục đã viết thế này: nhớ chiều ăn trộm ổi xanh, thầy cơm bữa tối, học hành vẫn chăm. Sông Hồng nước lũ băng băng, bơi ra vớt củi, kiếm dần cái đun. Có 6 năm học phổ thông tại ngôi trường mang tên Nguyễn Gia Thiểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn có tên trong các cuộc thi học sinh giỏi của thành phố, đặc biệt là môn văn. Khi đang học lớp 10, ông đã làm cho các bạn ngạc nhiên với bài thuyết trình dài trong các buổi ngoại khóa về một đề tài xã hội mà ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, ít ai quan tâm. Đó là thân phận của người nông dân trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng, thân phận của người phụ nữ trong thơ của Tố Hữu. Có lẽ ngay từ thuở ấy, ông đã thấm cái đau của nỗi đau con người, đã khắc khoải với tốt, xấu, mất, còn. Làm gì đây cho đời thêm ý nghĩa, năm cuối cùng của đời học phổ thông, hay cứ để cuộc đời trôi lặng lẽ theo thời gian tẻ ngắt lạnh lùng. Bài thơ Năm cuối cùng của đời học phổ thông, ông viết vào tháng 9 năm 1962, nhân đầu năm học mới 1962-1963 đã được kết bằng 4 câu thơ như thế. Trải qua nhiều bậc học cao hơn, giữ trọng trách tại nhiều vị trí quan trọng của thủ đô, Quốc hội, Đảng, Nhà nước, cậu học trò Nguyễn Phú Trọng đã trở thành một vị lãnh đạo có nhân cách lớn, sẵn sàng đương đầu với những thách thức, gánh vác trọng trách, giữ gìn sự trong sáng của Đảng, sự trường tồn của chế độ, đất nước. Với 80 năm tuổi đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản. Là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói,
nhà văn Nguyễn Đình Thi có viết một câu: trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim. Sâu sắc lắm. Còn nhà thơ Tố Hữu thì đã có rất nhiều bài viết về Bác Hồ mà tôi rất thích cái câu: mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tất cả vì sự nghiệp chung, đấy mới là người cộng sản chân chính. Trái tim của người cộng sản chân chính Nguyễn Phú Trọng đã ngừng đập, nhưng tinh thần của ông, nhân cách của ông còn sống mãi. Quý vị thân mến, những ngày gần đây, từng đoàn người dân ở khắp nơi đổ về làng Lại Đà, đứng trước ngôi nhà nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được sinh ra để tưởng niệm. Sau khi biết tin Tổng Bí thư đã qua đời, ngôi nhà nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được sinh ra và lớn lên nằm tại làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà gần với cổng chính của làng, bề ngoài được bao phủ lớp tường bằng gạch đá ong, sản phẩm đặc trưng của vùng quê đồng bằng Bắc Bộ xưa. Ngôi nhà được xây dựng giản dị theo kiến trúc cấp 4, lợp ngói đỏ. Đây cũng là một lối kiến trúc đặc trưng của vùng quê lúa nước sông Hồng. Những ngày gần đây, từng đoàn người dân ở khắp các nơi đổ về làng Lại Đà, đứng trước căn nhà mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra và lớn lên để tưởng niệm. Sau khi biết thông tin Tổng Bí thư qua đời, ông Ngô Hữu Nghĩa, thường trú thôn Cổ Châu, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông đã tức tốc trở về quê và đến thôn Lại Đà để tưởng niệm Tổng Bí thư. Ông Ngô Hữu Nghĩa ngậm ngùi chia sẻ: tôi vô cùng đau buồn và thương tiếc trước sự ra đi của bác Nguyễn Phú Trọng. Người dân Đông Anh chúng tôi nói riêng và cả nước nói chung đều dành cho bác những tình cảm đặc biệt. Bác ra đi để lại nhiều sự tiếc thương cho dân tộc, cho đất nước, bởi bây giờ đất nước chúng ta đang rất cần một người lãnh đạo liêm khiết, cương trực như bác. Bí thư Đảng ủy xã Đông Hội Lê Thế Chuyên thông tin, theo kế hoạch tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, huyện Đông Anh sẽ bố trí 3 địa điểm để người dân có thể đến viếng Tổng Bí thư. Trong đó, thôn Lại Đà, xã Đông Hội là một trong 3 địa điểm được lựa chọn. Thời điểm này, tuyến đường vào thôn Lại Đà đã được các lực lượng an ninh lập chốt để kiểm soát an ninh, trật tự nhằm bảo đảm không gây ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị tang lễ của các lực lượng hậu cần. Quý vị thân mến, vậy là sau một thời gian dài vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc bản thân, cuối cùng trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình, đã ngừng đập vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Vậy trước khi bị bệnh nặng và ra đi, bác Trọng đã có những lời dặn dò nào? Trong thời gian bác Trọng còn đủ sức khỏe để làm việc, bác đã kể lại rất nhiều câu nói đáng suy ngẫm cho toàn thể nhân dân Việt Nam chúng ta. Và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới quý vị một số phát biểu ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. 1. Chúng ta làm kiên quyết, quyết liệt như thế, ngay cả cán bộ cấp cao cũng xin thôi. Chúng ta khuyến khích nếu đã vi phạm, tay nhúng chàm rồi, tốt nhất là xin thôi. Thế là nhẹ nhàng nhất, nhân văn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 13 tháng 5 năm 2023 như vậy. 2. Tham nhũng tiêu cực vẫn là một trong những kẻ thù hung ác, nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 30 tháng 6 năm 2022. 3. Cán bộ vào ban chỉ đạo chống tham nhũng mà lại tư túi, vướng vào tham nhũng thì còn chống ai nữa? Ông nào vướng vào, tôi xử trước. Xin nói thẳng là như thế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội ngày 12 tháng 5 năm 2022. 4. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng. Đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 10 tháng 9 năm 2021. 5. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng
ngày 31 tháng 7 năm 2017. 6. Phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc sa sút về phẩm chất, đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức chạy quyền, hống hách, gia trưởng, nịnh trên nạt dưới, bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 ngày 13 tháng 3 năm 2024. 7. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không làm nản chí chùn bước, sợ sai, không dám làm của cán bộ, đảng viên mà chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng, đã chót nhúng chàm và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tôi đã nhiều lần nói rồi, và ai không dám làm thì mạnh dạn đứng sang một bên cho người khác làm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 18 tháng 11 năm 2022. 8. Không thích thú gì khi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót nhưng buộc phải làm. Như Bác Hồ từng dạy, cắt một vài cành sâu mọt để cứu cả cây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 23 tháng 6 năm 2022 tại Hà Nội. 9. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng vào ngày 15 tháng 9 năm 2021. 10. Nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp ngày 10 tháng 4 năm 2018. Quý vị thân mến, với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Được kết nạp vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967 khi vừa 23 tuổi và đang học năm thứ tư khoa văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Kể từ đó, người đảng viên Nguyễn Phú Trọng đã ý thức rất cao về sự tu dưỡng, rèn luyện bản thân với một định hướng đẹp và không lay chuyển. Như lời một bài hát, lời thơ mà nhiều lần Tổng Bí thư nhắc đến: nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương, nếu là chim, hãy là chim cầu trắng, nếu là đá, hãy là đá kim cương, nếu là người, hãy là người cộng sản. Và còn một giây, một phút tàn hơi là vẫn còn chiến đấu quyết không thôi. 57 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người Cộng sản kiên cường, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, sâu sát cơ sở, gần gũi với đồng bào, đồng chí. Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó như Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa 7 đến khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa 8 đến khóa 13, Tổng Bí thư từ khóa 11 đến khóa 13, Chủ tịch nước từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021, Chủ tịch Quốc hội khóa 11-12, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công hiến rất to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong 3 nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những công hiến lớn đối với công cuộc phát triển đất nước, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, thực hiện chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thế nhưng, là người sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực và chân thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu khi nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng vẫn chỉ nhận rằng: tất cả những gì tôi đã làm là vô cùng nhỏ bé so với công lao giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự kèm cặp, chỉ bảo của các đồng chí đảng viên đi trước,
sự cộng tác, giúp đỡ của đồng chí, đồng nghiệp, sự động viên, ủng hộ của nhân dân mà trực tiếp là những cơ quan nơi tôi từng học tập, công tác và làm việc. Với những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Đảng, Nhà nước ta đã trao tặng đồng chí huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trên cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật, làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao, càng bền vững. Không chỉ là nhà lãnh đạo tài năng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là nhà lý luận, nhà khoa học xuất sắc. Là ngọn cờ lý luận của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có công hiến lớn về mặt lý luận. Với công trình giải công nghiên cứu, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bằng lập luận chặt chẽ, phân tích sâu sắc, chắt lọc từ thực tiễn phong phú, đồng chí đã tổng kết lịch sử phát triển của thế giới đương đại cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó khẳng định một cách khoa học về con đường duy nhất đúng cho sự phát triển của đất nước, đó là con đường xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam đã trải qua quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh, chống lại ách đồ hộ và sự xâm lược của thực dân, đế quốc để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền thiêng liêng của đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của Đảng, là nguyên lý thành công của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu duy nhất đúng để đạt được tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Ngoài tác phẩm lý luận lớn này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có nhiều công hiến trên các lĩnh vực lý luận chuyên ngành, đó là các cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xuất bản tháng 2 năm 2023. Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới, xuất bản tháng 7 năm 2023. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, xuất bản tháng 11 năm 2023. Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, xuất bản tháng 11 năm 2023. Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xuất bản tháng 6 năm 2024. Các cuốn sách của Tổng Bí thư đã nhận được sự quan tâm đặc biệt và đều được các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước và nhân dân ta đánh giá rất cao, không chỉ do giá trị tư tưởng và nội dung của tác phẩm, mà một phần chính là bản thân tác giả, một con người có trí tuệ, có nhân cách và luôn luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đau đáu lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một dân tộc, một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi. Nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng hiểu rõ rằng Đảng phải biết tự sửa, biết dựa vào dân để chỉnh đốn. Chỉnh đốn là từ bên trên trở xuống. Vì vậy, đồng chí đã trực tiếp làm Tổng Tư lệnh, trưởng ban chỉ đạo cuộc chiến chống tham nhũng với tinh thần không khoan nhượng. Ai không làm, ai do dự thì đứng sang một bên. Và cuộc chiến này đã tạo được niềm tin mạnh mẽ trong nhân dân.